chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Thì hôm nay là mình lâu vắng lá bạn ơi, tay chân mình ha, mình ngứa ngáy quá trời luôn. Với lại hôm nay có rất là nhiều bạn yêu cầu mấy anh em mình quay lại series bắn đá, nhưng mà suy đi nghĩ lại thì mình bắn đá là team mình đó là không ai bắn lợi nha các bạn. Nhưng mà ta thường thường có nói vậy nè, văn ôn võ phải luyện, cho nên ngày hôm nay mình sẽ luyện tập nha bạn, cho cái tay mình nó giỏi lên rồi mình dụ mình solo với team mình nha các bạn. Rồi thì bây giờ là mình sẽ bắn cho anh xem coi thử ngày hôm nay bắn chính xác hay không nha. Và dụng cụ mình chuẩn bị bắn ngày hôm nay đó là một cái, nhưng mà không phải trái dừa nha bạn, đây là dựng chân thôi. Đây là một cái thùng siêu to khổng lồ, thì mình sẽ đi tiếp thị sao ngoài kia các bạn, mình sẽ bắn cho bạn xem nha. Thì đầu tiên mình sẽ cho một viên bi vô nha bạn. Đây rồi, thì bây giờ cái thùng này là gần ai bắn cũng trúng nha bạn, cho nên mình đi thật là xa luôn nha. Ôi, 5 bước rồi các bạn ơi, 5 bước tương đương với 5 mét nha các bạn. Đầu tiên các bạn phải nhắm nha, nhắm tới cái đường mà cái kẻ của ná song song với con mắt mình nha các bạn. À, xí, bắn lại nha các bạn. Rồi, xém các bạn ơi. Anh đây. Ờ, nó mới lại hả? Ủa, tôi làm gì anh tới? Tôi làm gì anh tới? Nó làm gì đâu mất tiêu trời. Ủa, làm gì tới ngồi nhắc như anh tới? Đây nè trời ơi, đi anh tập bắn ná mày ơi. Ủa, sao đứa biết hay vậy? Trời, với tay cầm cái ná chứ lẽ anh Tư đi câu cá anh Tư. Ủa mà, mục tiêu bắn của anh Tư là ở đâu hả? Kìa. Ờ, anh Tư mang cái vừa luôn vậy. Ờ, vừa hả? Vừa nhỏ xíu vậy mà công nhận ngày nay là làm như lâu bắn có làm cái tay ngày anh Tư thì yếu lại nha. Nãy bắn trúng có 2 lần rồi, cũng như 2 lần bắn là trúng có 2 lần. Một phát. Lần thứ 3 chưa bắn chưa trúng. Ghê mày ơi, bắn cái vừa trúng dạ ơi. Dữ vậy anh Tư. Trời, còn phải nói tay ngày anh Tư mấy đứa sao so mày được, coi nè. Không mình như được thôi, giờ mấy em mình quay clip với đứa ơi. Khoan anh Tư ơi. Hả? Nhắc tới vụ ná lại mới nhớ anh Tư ơi. Từ đợt hè tới nay anh em mình toàn đi chơi, đi du lịch, đi câu cá không à. Anh em mình chưa làm clip bắn ná luôn anh Tư ơi. Hôm nay anh em mình làm clip đại chiến bắn ná đi anh Tư. Nhắc tới bắn ná là mấy đứa làm sao mà có tài mà bắn ná nổi với Tư. Thiệt tình với tông tem mình là không có ai địch nổi với Tư á. Chỉ có Hoàng là hơi đỡ đỡ chút thôi. Chứ còn Hoa Ke là nó bắn là hao mấy ký đạn mà con chim vậy nè. Tẹt 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 tẹt. Con chim dẫn lên đi xì không trúng. Đó cho nên đừng có bào bắn ná với anh em mình á. Thiệt tình đó là bắn ná với đứa hao đạn quá không bắn được. Anh Tư ơi. Hả? Anh Tư nói mấy em vậy mà còn anh Tư bắn sao? Đúng rồi đó anh Tư ơi. Anh Tư nãy giờ anh Tư nói nở vậy, em biết anh Tư bắn trúng thiệt không là bắn trúng giả đó anh Tư ơi. Mấy đứa nghĩ sao hả? Anh Tư có quay phim lại chơi ngày mấy đứa đừng có lo. Anh Tư bắn là bắn khoát bắn trúng. What? Bắn vậy anh Tư. Đúng rồi. Nghe không tin được rồi đó. Ờ nghe không tin được đâu vậy. Mấy đứa không tin thôi. Tôi sợ bây đừng nghe anh Tư, anh Tư nổ quá. Anh bắn nhiều quá. Ừ, nhìn người thấy không? Nhìn Dương này. Đó, nhìn coi bắn nghe. Dạ. 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 Chưa, ổn mới đúng nghe sao? Mà đất nó chưa thấy cái chưa kìa. Trời ơi, anh Tư ơi. Ủa, nó vừa trắng ổn gì đâu ta? Ủa, cái gì cái gì vậy? Tại cái lực bắn anh Tư nó vừa đủ thôi, không có sợ nó danh vô nhà kiến này kia nó bể cà. Cái đứa không hiểu bắn ở cái cự ly gần làm sao nó không ngã được. Chứ em làm thấy thùng bể rồi đó. Cái nắp thùng nó bị bể rồi đó anh Tư ơi. Thôi này, anh nổ đi ơi, anh bắn đi vừa không bắn, anh bắn chưa nắp thùng mà đặt cho anh sao xạo mày ơi. Tấm lại đến đây là mục tiêu gì mấy đứa cứ chê anh Tư hoài vậy, mấy đứa có tài cán gì mấy đứa nó dám chê anh Tư. Thì nãy giờ em kêu anh Tư làm clip bắn ná đó mà anh Tư ngồi anh Tư không chịu quay, anh Tư mày đặt bắn rồi bắn dở hơn phải ke nữa anh Tư ơi. Đẹp lên rồi đúng rồi đó. Ngay kỹ cả tí chùa nó cũng chê mình thôi. Thì ngày hôm nay mấy đứa muốn bắn ná phải không? Đúng rồi. Nhưng mà anh Tư không chế thôi, anh Tư chế phải độc lạ và siêu to khổng lồ. Mấy đứa dám chế cho Tư không? Thôi vậy anh em giờ mình về lấy ná không đi mấy ơi. Đúng rồi, thôi về lấy ná. Khoan. Mấy đứa chơi vậy làm sao mà coi được. Anh Tư đã chế rồi, mấy đứa phải chế luôn chứ, tự nhiên về bắn ná. Rồi lấy cây ná ở nhà mua mấy trăm ngàn anh Tư sao chơi lợi. Đúng. Trời ơi, chế hả anh Tư? Em sợ chế bắn còn ngon hơn là nó hiện đó anh Tư ơi. Chơi sợ gì chốt kèo nè, bây giờ Tư chế khổng lồ nè, mấy đứa chế siêu nhỏ đi. Mấy anh em mình đại chiến. Nếu mà bây giờ mà ai mà thắng được Tư sẽ nguyên tem ăn trà sữa. Ok không? Ok. Còn phải thua thì dục ao. Ờ thua dục ao. Trói chân. Thôi rồi. Nếu mấy đứa thua thì Tư cũng có quyền là sai khiến mấy đứa làm gì mấy đứa làm, chịu không? Chịu. Các bạn chờ xem ngày nay team mình tới một chuyện với mình rồi. Mình có cái biến bắn của mình lên giá rồi bạn ơi, ngày nay mình bắn chính xác lắm. Rồi còn chân chơi nữa, let's go. Các bạn ơi, thì mình đã ra tới một cái đám cây rất là to nha các bạn. Giờ chỉ việc mình tìm cái cây nào mà nó có cái chạc nặng trẻ hai này nè là mình sẽ làm được rồi nha. Ồ, có mấy nhánh nó cũng ổn nha các bạn, nhưng mà cao quá. Mình ngại leo xa chắc chưa. Giờ đúng 12 giờ trưa nó leo lên sợ, nguy hiểm. Thôi giờ sẽ đi dài dài mình tìm cây thấp bạn ơi. Ôi, phát hiện được cái cây này các bạn ơi. Nhưng mà cái cây này là mình thấy nó cái chạc thì cũng đẹp nha, nhưng mà cái chỗ này thì nó cong quá.
để em coi thứ làm được không. Thôi cây này chắc mình đi tìm cái khác thôi bạn ơi, với lại nó bị cái thẹo cái này nữa à, nó bị cái thẹo cái này nó mục rượu à. Nhánh này quá im bạn ơi, đây nè, quá đã thật bạn ơi. Ôi cái cây này cái chạc thiệt đẹp luôn mà nó bự, cái thân dưới đây vừa ý mình luôn nè. Thôi thì giờ mình sẽ đốn vào chỗ này nha. Các bạn anh em mình giờ tới cái me ngã anh em mình chặt nạn nha các bạn. Ai mày ơi, mày bây giờ anh em mình vô lấy ná sắt bắn đi mày ơi, cái ná có sẵn không bán giờ anh em mình đi làm cho mất đâu mày. Thôi mày ơi, ná có sẵn rồi, không phải play mày ơi, mình phải làm tự chế gì mới phải play mày ơi. Ok cũng được. Thôi để anh em mình chặt. Bạn ơi. Đây là nhánh náo mình nha các bạn. Các bạn ơi, sao hồi mình đi kiếm thì mình kiếm được nhánh khá ưng ý nha các bạn. Đây bạn ơi. Thấy nhỏ mà đẹp bạn ơi. Wow. Mình sẽ chặt cái nhánh này luôn nha. Ok bạn ơi, nhánh nát khá đẹp luôn nha, nhưng mà hơi nhỏ xíu thôi. Các bạn thấy cái nạn này ở đây khá đẹp luôn nha các bạn, nhưng mà nhiều khúc cây đâm ra quá nên phải lấy máy cắt mình cắt nha. Các bạn ơi, thì đang nhánh nát nha các bạn. Đó. Như thế này thì không hào bắt được bạn ơi. Nên mình sẽ cắt ngắn lại nha các bạn. Đó, cắt ngắn theo tầm của mình bắn nha. Ok nha các bạn. Đây cây nát nha các bạn. Rồi nha, ok nha các bạn, nó mình nha các bạn. Ơi bà khoan bạn ơi. Hả? Mà mày biết cắt cái máy này không mày? Rồi biết chứ mày, tao thấy mấy ông họ cắt vậy nè mày ơi. Kỹ quá. Sao mày? Mày phải bật máy lên cắt nó mới được chứ mày cua vậy tới nhà mày. Đó các bạn ơi, thì sau hồi thì mình đã tìm một cái cây khá là ưng ý nha bạn. Và rất là siêu to khổng lồ luôn. Trời ơi, cây này cỡ mười mấy chục ký nha bạn. Nặng hay ghê luôn. Nhưng mà mình sẽ đẽo cho nó thon gọn lại nha. Đó thì bây giờ mình sẽ chặt ngang nha bạn. Đó, đây là cái mức gạch mình chặt đây một cái. Rồi đây một cái. Thì hai cái này là hai cái chiều cao bằng nhau nha. Và dưới đây mình sẽ cương ở đây nha bạn. Đó. Rồi mình sẽ lột vỏ nó ra chứ cái này mà các bạn thấy không? Cái vỏ nó dày với lại nó nặng dữ lắm. Mình gọt vỏ ra nó sẽ đẹp và nó sẽ thon gọn hơn. Thì cái cây này là cái gỗ bình bát nha bạn. Gỗ bình bát thì chắc mình nghĩ ở quê nào cũng có hết trơn. Cái cây này rất là dễ tìm. Ok. Thì sau hồi mình đã chặt rất là thon gọn và ra một cái siêu phẩm rất là đẹp nha các bạn. Đó thì bước tiên thì mình đã chặt xong rồi. Các bạn tiếp theo nữa thì mình sẽ lắp cái vỏ ra nha. Cái vỏ này các bạn coi nó dày nè, nó dày dữ lắm luôn. Đó. Lắp hết phần vỏ này ra nè, xong rồi cái mình mẩy nó ra, cái thân thể nó trắng bóng các bạn, như ngọc trinh vậy, nó đẹp lắm. Đó. Cái vỏ này trắng tươi luôn, nó dày ghê luôn. Đó các bạn coi nè, cái vỏ mình đốt ra rồi cái thân nó láng he đã không? Mình khỏi cần đánh với nhám nó cũng láng sẵn nữa. Thì sau hồi mình đã đốt toàn bộ những cái vỏ ra bạn thấy không? Nó rất là láng luôn. Thì cái phần này nó vẫn còn một cái chất nhầy nha các bạn, cho nên mình sẽ dùng cái dao mình cạo. Có bạn thấy không? Mình sẽ cạo tróc hết cái lớp nhầy này cho nó sẽ dày cái vỏ này lại. Ủa bạn tư ơi. Cho nó nhám. Ủa sao anh Tư không thấy đàn nhỏ nhỏ như mấy em mà anh Tư thấy làm thằng bự vậy anh Tư? Ủa đó giờ là anh Tư là vui sáng tạo mấy cái đồ khổng lồ không mà em nói gì các bạn. Ủa anh Tư làm bự vậy rồi bắn thắng ngay. Chừng nào thi xong mới biết chứ giờ kết quả vẫn còn mờ mịt lắm nha. Em chưa chắc thắng của anh Tư đâu. Mà cho em hỏi nè, cây này Tư bắn bằng đạn gì? Cây này cái này chắc cái đạn khổng lồ bạn ơi, mình mua mấy cái trái mà người ta thải bulin rồi này kia đó. Bắn chứ cái này có gì đâu bắn nổi nó. Rất là to luôn nha các bạn. Đó thì sao rồi các bạn thấy không? Mình làm ra một cái ná rất là siêu đẹp luôn nha các bạn. Rồi, đây là mình cắt hai cái đảnh để mình vô dây cho nó nha. Thì dây nó ngày hôm nay mình sẽ sử dụng dây thun nha các bạn. Mà mình bây giờ mình không biết sử dụng cái mấy cộng các bạn, dây thun này khoảng 5 cộng hay là 10 cộng hay là 15 cộng nha các bạn. Đó thì mình nghĩ cây ná này nó siêu to khổng lồ, chắc rất là cần một cái lượng dây thun rất là lớn luôn để mình nghịch nó giãn cho nó mạnh nha. Thôi thì bây giờ mình sẽ chọn 15 giúp các bạn. Đó, mình thử chọn 15 coi thử sao nha. Đây là 15 cộng dây thun nha. Đó, mình sẽ thắt cái lại như thế này nè. 1 2 3. Đó. Thôi, mình nghĩ vậy là ok bạn ơi, vậy vừa bắn luôn rồi. Rồi, thì mình làm khoảng 4 nụ như thế này nha bạn. Rồi sau đó mình sẽ kết cái dây này luôn. Cái dây này vô để mình để đạn lên bắn nha. Ở dây khá siêu to không lồ luôn. Và cái này nó khá là chắc nha. Hello, xin chào bạn. Chào bạn. Đó thì sau hồi mấy anh em mình đã chế tạo xong những cái ná rất là xịn sò nha bạn. Và
đặc biệt nổi trội hơn nhất là mấy anh em mình đó là cái ná nhỏ nhỏ không à, còn là mình cái ná siêu to khổng lồ như thế giới. Cái ná gì đẹp chứ anh Tư? Đẹp không? Ủa mà anh Tư ghi dòng chữ gì đây hả? Anh Tu Khai. Cái gì mày? Anh Tu Tu Khai. Ờ gì em ơi? Ủa này là anh ghi sai chính tả chắc luôn rồi nè. Ủa anh Tư Khải chứ anh Tu Khai là gì? Này nè bạn, anh Tư Khải đây nó có dấu ừ, đây thì dấu hỏi hả? Còn này anh Tu Khai. Thôi bạn cãi gì đó thì ngày hôm nay là cái ná mình là rất là đặc biệt nha các bạn. Thì một chút nữa bạn sẽ chứng kiến rất là lợi hại luôn đó. Thì mình đã làm mà thấy không, một cái cây rất là khổng lồ nè. Và mình đã mài dũa lắng nghe nè. Và đó, cái độ nặng nó giảm đi hẳn chắc còn cỡ 10kg nha bạn. Còn mà khoan anh Tư ơi. Hả? Cái này anh Tư bán tặng gì anh Tư? Anh Tư lấy gì khô bán hả anh Tư? Đúng rồi, cái này chắc cái dừa hay cái gì mới chịu nổi các bạn. Chứ cái viên đạn sao chịu nổi nó lọt ở đây luôn nè. Thôi thì cái này là đắng đa đa dụng như bạn, cục đá bị tao mình bắn vẫn được. Ủa rồi sao anh Tư cầm anh Tư bắn nữa anh Tư? Anh Tư bắn coi. Cái này một là mấy đứa phụ với anh Tư, hai là Tư chôn cái đất. Thôi bắn vô đậu hả. Thôi thì để test cái ná coi lại hay không thì ngày hôm nay mình sẽ solo với bạn. Rồi thì mấy đứa chế được cái ná đẹp như thế nào, mấy đứa chê không vậy? Đây anh Tư ơi, tụi em chế ná là hơi bị đất cấp luôn anh Tư ơi. Trời ơi, cái ná mà không có chịu gọt vỏ coi là cái cây nhìn thấy nó xuống đau chứ đớn sao bán được. Ơi, anh Tư ơi, cái đó gọt vỏ là nó trơn, em không gọt vỏ cầm nó chắc tay anh Tư ơi. Ok, theo anh Tư chấm cái ná chỉ có 5 điểm thôi. Đây. Cây này 4 điểm. Nó làm gì mà nó không thẳng còn nó cong này, hệt như là chiếc que bạn coi nè. Có vòng gì sao bán được. Cong cái chân xuống kia anh Tư ơi. Bớt giỡn, khó chịu. Đây, chỉ thấy cái ná còn kè là nó làm cũng hơi đẹp đó bạn thấy không? Tôi mài dũa ra không được dày với cây này 8 điểm nè. Wow. Cái này 10 điểm. Cây này 3 điểm. Đây, nhìn cái chỗ cái tướng thôi, nhìn làm cái này nè. What the hell? Cây này 1 điểm. Cái thiệt chứ, tụi em làm không có mà bạn Tư thấy làm hay là không có mài dũa rồi chuốt cho nó lá nghe là sao bắn chính xác được. Trời anh Tư ơi, đâu còn phải chuốt đâu. Anh Tư cầm cái ná này vô nó hơi bị chắc tay bắn mới chuẩn anh Tư ơi. Ok. Thôi các bạn ơi, thì như là nó hứa thì bây giờ tôi sẽ giao lực lại nha. Nếu mà tụi em mà thắng anh Tư á là Tư dẫn uống trà sữa miễn phí. Còn nếu mà Tư thắng mấy đứa thì mấy đứa phải chịu hình phạt. Đúng rồi. Ok không? Còn nếu thắng anh Tư thì anh Tư phải chịu hình phạt nha anh Tư. Ok. Thì ngày hôm nay mấy anh em bắn có lực khác nha bạn. Thì trong đây nó có những cái lá thăm nè. Đó thì những cái lá thăm ở trong đây là tương ứng với những cái số mét mình ghi nha bạn. Chẳng hạn từ cái lon ở lại đây là 2m nè, 4m nè, 6m nè, 8. Và 8m nha các bạn. Đó thầy mà đứa nào mà bắt thăm với chúng cái tàu nào sẽ là bắn cái tàu đấy. Ok không? Bạn anh Tư ơi. Hả? Nay anh em mình solo thì bắt đại vật đi chứ anh Tư làm vậy chi cho khổ Tư. Ủa cái này chơi nhân phẩm đi chứ lỡ mà mấy người bắn pho pho cỡ tí chuột cho nó có cơ hội đi vô vòng trong chứ để nó lội sớm vòng đầu quá ta cười nó chết, hiểu không? Mày chơi. Sao cho ông làm đại 16 mét đi cũng bắn 20 mét mà dính luôn nha. 16 mét chẳng lẽ là 10 bắn. Tới đây là hết cỡ luôn rồi nè. Ok. Thì đứa nắm lỗi là cái tân chưa? Dạ rồi. Thì cái vòng đầu mình chơi cái thùng hơi bự với bạn, thùng dầu nghe, dầu ăn nha. Đây. Cái này mà đóng hụt nó thôi luôn á, mình chăm chế cho vòng đầu bạn biết sao không? Cho tay mình nó vô để nó mất mặt, hiểu không? Chứ phải tôi bắt hụt hả? Rồi, bây giờ chết thử biết là dài không trước đây. Thôi anh Tư bắn trước đi thôi, anh Tư xung phong bắn trước đi anh Tư lại. Ok, thì bây giờ mình sẽ bốc thăm nha bạn. Ở làm gì Hiệp? Em sát rồi chứ gì anh Tư? Trời trời, anh Tư mà sợ thì em 8 mét Tư bắn chúng nữa thiệt luôn ở đây. Ok nha các bạn. Để coi anh bốc vô gì đây. 6 mét rồi, vậy này 6 mét rồi. 8 mét. Đẩy đi anh Tư, anh Tư làm gì lửa lâu vậy? Bốc đi anh Tư ơi. Rồi, nhìn là biết 6 mét rồi. Nó giỡn thôi, chỉ cỡ 2-3 mét được là 8 mét. 6 mét thì đuối nha bạn. 8 mét rồi. 2-8. Trời ơi, mình giá vô 8 mét rồi có 2 mét chuyện nhỏ bạn ơi. Đâu rồi, đây. Ok các bạn ơi, thì bây giờ mình dính 2 mét sẽ bắn 2 mét nha các bạn. Anh Tư ơi. Hả? Anh Tư có 2 mét, Tư bắn cho tôi cẩn thận, đừng mất thục nha anh Tư. Trời ơi, giang ra coi. Cái sao bắn hụt được? Gì vậy? Trời ơi, gì vậy anh Tư? Ủa cái ná là phải chơi cục này mới vừa đó chứ. Đâu rồi, lấy cục khăn nhỏ đi. Đây, mình vừa thí một cái vừa cho các bạn đây. 2 mét, lại đây coi nè. Ok bạn ơi, thì bây giờ là cái này đáng lẽ mình phải chi miếng đất nha. Nhưng mà thôi, mình mượn một bạn trong team mình đụng được rồi. Đó. Được không vậy anh Tư? Được. Trời ơi, cái này dễ lượm quá bạn ơi. Yeah. Vòng đầu bắn mấy gì anh Tư? Vòng đầu một viên thôi, bây giờ tính một viên thôi, không có hai viên ba viên gì trơn á. À đâu. Rồi, thế Hiệp bắn bạn. Ở Hiệp, có dùng vô 8 mét nha Hiệp. Trời ơi, lo gì mày ơi, tao xạ thủ số 1 Việt Nam. Thôi, Tư bóc dùng cho, Tư bóc thôi lắm. Không. Ê, Tư bóc. Dở lên. Trời ta. Các bạn coi nè. Rồi, xong thì xỉ thôi. Cái này
khó bạn ơi. 8 mét đó khá xa nha bạn. Dạ hiệp sĩ sẽ bắn nha bạn. 8 mét. Go. Nhanh còn lẹ dữ. Quá hay. Rồi. Thì bây giờ tới Quy Hoàng nha các bạn. Thì Quy Hoàng là trong team mình hồi xưa là bắn giỏi các bạn. Nhưng mà trải qua một thời gian thì cái trình bây giờ nó xuống rất là thấp luôn. Thậm tệ từ số 10 nào giờ xuống còn số 1 các bạn ơi. Tại nói gì mình cũng phải cố bắn chứ bạn ơi, chứ hổng ra trình xuống quá. Ok, bóc lên giỏi hết. Số mấy đây? Số 8. Ủa sao số 8 mét không vậy ta? Dữ quá trời. What the hell. Rồi, như vậy là xong. Nghĩ cho mình cũng được và cũng lỗi à. Rồi mình thì vô 8 mét nha các bạn. Nói như vậy chứ mấy này khó bắn lắm rồi, để bắn một cục đá nè. Lạng lắm rồi. Chỉ có một cơ hội duy nhất và một lần thôi nha em. Dạ. Em bắn là Tú là nó bỏ giống luôn á. Bắn là điểm nha. Rồi. Như vậy là mình đã tiễn biệt Quy Hoàng các bạn. Ôi, thì bây giờ Quy Hoàng đã lỗi nha các bạn. Thì rồi tiếp theo ok. Ok vô 8 mét được cười đã. Thật ra. Trời ơi, tem hồi nay nó khó dữ rồi trời, gọi 8 mét luôn. Ủa sao mấy con bay xô dữ bay, sao bốc vô tầng 8 mét không vậy? Trời ơi, chắc em tôi y chang Quy Hoàng đó mày ơi. Anh nghĩ là chắc tụi bay thua anh Tư quá. Khoan, để bây giờ là anh Tư cho một cơ hội. Bây giờ em bắn hai lần, hay là một lần, hai lần. Hai lần, bây giờ mà anh Tư hỏi một câu hỏi, em trả lời đúng. Rồi em có hỏi là trả lời, hỏi cho Quy Hoàng thì sẽ đi qua kèo. Rồi, có. Rồi hỏi đi. Hỏi mày quất liền. Dạ. Hỏi đi, trong 3 giây trả lời đúng nha. Đó mà kia có ông kia ổng đi từ dưới chứa chân núi đi lên tới đọt núi không thấy gì thì mệt rồi cho hai lần chính xác. Ok đây là cái nhân phẩm nha các bạn. Rồi quay mở xanh một lần nữa rung chứ à. Các bạn thấy vậy thôi chứ bắn khó các bạn, tại cái bi này là không phải cái bi mà mấy anh em mình mua nha các bạn. Cái đá này kia nó lục cục lòn hòn lắm, bắn nó không có chính xác, cái độ chính xác rất là thấp. Vô phạt. Như vậy là phát ra nó bị lỗi các bạn. Rồi tiếp theo em thiện xạ tới đây các bạn ơi. Thì tứ chuột trong tay mình là bắn rất dở như bạn. Thôi thì mình nghĩ là dầu sao thì cũng cho nó bắn lần cho biết trên tay, chứ thật sự chắc không vô đâu. Anh Tư ơi, nếu bắn dở anh Tư cho em hai lần bắn đi anh Tư. Ủa mà tính là nó vô bốc thăm luôn á. Bốc thăm thì tính. Ok, biết đâu ngày hôm nay lù khù dắt cái lù sao nó vô hên sao vô 1 mét 2 mét gì đâu. Trời 2 mét nè, cái này hụt nữa thôi nó gọi bắn đi. Ê chọt này mày hụt cái mày đổi quần luôn chọt. Ờ rồi tao đi bắn thử nghe rồi em kiếm không khỏi thử anh luôn không thử gì cho á em bắn luôn. Bà nói chứ mình mà bắn ụt này chắc mắc cỡ lắm ơi, đợi quần gì luôn á. Gì mày? Cái ná nhỏ chuyện vô tay rồi. Đâu nãy bắn thử vô tay cái rồi. Bây giờ cứ bắn nha bạn. Bắt đầu. Quá. Như vậy là tiết chuột đã được rồi, trong nha. Yeah. Ok bạn ơi, thì như vậy là bạn Hữu nó chưa bắn nha bạn. Nhưng mà bằng Hữu là nó cũng bắn không được giỏi nha. Trong thời gian này thì lâu lắm đá, hy vọng nó sẽ bắn chính xác nha mục tiêu nha. Ok. Rồi. Trời ơi, nhân phẩm nó cao lắm á, lắc cái nào cũng vậy thôi. Lắc nào cũng vậy thôi. Rồi 9 mét. Mấy mét? 4 mét nha bạn. 4 mét cũng khá là tương đối cho bạn, cũng vừa phải không? Không xa mà không gần. Đây 4 mét ở đây nha bạn, 6 mét đây, 8 mét đây. Các bạn ơi, cái này là quá dễ luôn bạn ơi. Bắn phát là dính vô tay rồi. Từ từ, kinh kỹ. Ủa xin lỗi của em nè. Ủa xấu của em nè. Ok, thì như vậy là mình với lại hiệp sĩ với lại bạn Hữu sẽ được đi thẳng vô vòng 2 nha các bạn. Em nãy may mắn thôi. Hy vọng là hiệp sĩ nó sẽ được may mắn như nãy cho bạn vô số 8 luôn. Số 2 mét. Trời ơi, hết dữ vậy ta. Đúng rồi, bây giờ phải cái vùng bự nữa nha bạn. Thì vô vòng 2 mình sẽ có một cái lon Mirinda nha các bạn. Lon Mirinda. Trời ơi, mình không phải nổ chứ. Con kiến bắn trúng mắt trong mấy con này bạn ơi. Trời, bắt kiến chơi liền, dám không? Bành cái lon ta luôn. Yeah. Bể nát cái lon luôn bạn ơi. Như vậy là 2 mét thì xỉ nó rất là dễ dàng vượt qua nha bạn. Chắc nó bành luôn nha bạn. Hiệp ơi, tao giá là 2 mét giống mày luôn á Hiệp. Ok. Chắc gì nhân phẩm con được cao như vậy bạn Hữu. Ê bạn ơi. Gì mày? Chắc mày bốc 8 mét chứ đâu có 2 mét đâu mày. 2 mét nè. 8 mét. Rồi. 2 mét. Yeah. Trời trời, em sĩ sao ta tức thiệt chứ. Hôm nay mà thùng nữa là chắc đậu quần luôn bạn ơi. Hôm nay mà thùng nữa là chắc đậu quần luôn bạn ơi. Rồi, chứ là nữa thì lấy cái quần đội lên. Như vậy là mình không ngờ mà ngủ nó bắn dở vậy bạn ơi. Rồi, tiếp theo tiết chuột. Thôi tiết chuột đi. Thôi tôi đi mà anh tôi sợ luôn. Ok các bạn ơi, thì bây giờ mình sẽ bốc thăm tới mình nha các bạn. Thì nãy là mình bốc dính 2 mét rồi.
thì mình hy vọng mình sẽ vô cao hơn nha, chứ thật sự 2m lại bắn trúng cho chứ tài bắn đá của mình. Bốn tài này đủ chưa? Rồi. Ủa đây có 3 tài nói sao hả? Đừng vô. Rồi. Rồi. Giang tự luôn 8m rồi. Đây các bạn 2m nha, tại nhân phẩm mình cao nha các bạn. Ok. Trời ơi, chiến này anh Tư khó luôn rồi, nãy cái lon bự anh Tư anh hên thôi, chứ giờ lon nhỏ thì anh Tư bắn đài nào trúng rồi. Ủa mà đài quá nhiều, lon nhỏ biết không bắn trúng rồi. Đúng rồi. Ủa anh Tư đốt Tư vậy? Anh Tư rồi. Coi nãy anh sợ quá anh trốn luôn không? Trốn rồi mày ơi. Trốn rồi, chứ này trốn cái gì rồi. Ủa anh Tư đâu anh Tư? Bây giờ là anh Tư đi tìm ba cái này đó các bạn. Lúc gì khô. Thì bây giờ mình không có đồ bán rồi, giữa ba cái sự lựa chọn, thứ nhất là trái này nó nặng, thứ hai là trái này nó nhẹ và nó bọng ruột, thứ ba là trái dừa đó. Thì bây giờ mình sẽ không biết bóng cái nào mà để cho chính xác bạn ơi, chứ thua rồi bị quên nha. Bán cái này nặng rồi. Thì phải không? Thôi bán cái này đi, cái này mới hay. Thôi bán cái này đi. Đây nhớ bạn. Rồi. Quy bây giờ là ta. Mình sẽ chơi cái trò này các bạn. Mình sẽ cho nó xuống sâu vậy nè. Đó, quy lực rất là dũng mãnh này không? Rồi, tới một chuyện nữa rồi. Rồi, nhìn nó biết hụt rồi. Ờ, nhìn nó biết hụt rồi. Hụt, hụt, hụt. Đó, hụt rồi, hụt rồi. Chút. Các bạn ơi, xem hồi mình coi lại cái cam kia quay gì trúng cái giá hiểu rồi ơi. Anh Tư đã bị loại. Không nói đâu mà anh Tư ơi. Thiệt không? Không đúng là phạt ông tài nha. Anh Tư về chỉnh clip anh Tư coi anh Tư ơi. Ok bạn ơi, thì bây giờ là tiết chuột với hiệp sĩ nha bạn. Nhưng mà hiệp sĩ đều được đi thẳng rồi phải không? Ok. Còn tiết chuột, rồi bóc thăm đi. Biết đâu ngày nay hiệp sĩ nó sẽ đụng độ là người tiết chuột các bạn. Và tiết chuột nó sẽ may mắn giành chiến thắng nha. Rất là khó nói nha bạn. Ngay kể cả mình bắn dỗ vậy vẫn còn thua. Mấy mét thì rồi. Mấy mét? 8m rồi vô ơi. 8m. Đằng này mấy viên tờ. Rồi thì tí chuột nó sẽ bắn 8m cho bạn, nhưng mà 8m thì so với ai so tí chuột chắc mình nghĩ nó sẽ lội sớm bạn ơi. Với anh ấy cầm một cái ná rất là mini. Sao tí chuột giờ em có nghĩ là em thắng không? Thôi em ơi, em nghĩa tình anh em cho tôi cơ hội đi thôi, cho tôi hai cơ hội đi. Chắc tí chuột 6m đó. Ừ, giờ mình cho chuột trừ 2m thôi, cho nó bắn 6m thôi. 6m luôn. Một cơ hội rồi hả? Ừ, 6 cái mét cộng viên đạn thôi. Thôi chấm cho 4m luôn đi. Rồi, khoan 4m với điều kiện em nhảy một bạn. Gì? Nhảy bản hộp nào đó. Nhảy một cái. Rồi nhảy đi. Thôi đi, em bắn 6m luôn rồi. Không gì, không gì nhảy. Không, không nhảy đâu. Chấp nhận thua diện phạt luôn. Ok. Ok bạn ơi, thì tí chuột cái tôi nó cao đó bạn ơi, cho nên nó không chịu nhảy. Thì mình nghĩ chắc tí chuột nó sẽ thua nha. Rồi, nó sẽ chịu hình phạt. Ok, bắn đi. Cái tài hiện xạ mình một viên trúng nhau vậy. Trúng gió. Xong. Ok bạn ơi, thì như lời đó hứa thì ngày hôm nay là mình sẽ dẫn hiệp sĩ đang trà sữa về đầu ngán thôi nha bạn. Rồi thì những team mình là đồng nghĩa với mình là bị lỗi bạn ơi. Thì cái người thắng làm vua, người thua làm giặc. Bây giờ em muốn toàn team cũng như Tư nè, sẽ chịu hình phạt gì? Thôi giờ nhảy ao đi chó mát anh rồi. Nhảy ao phải không? Nhảy ao này đó, đừng là anh em. Nhảy ao này anh đi. Thôi kê cái áo sẵn luôn rồi kìa. Ủa? Mưa lạnh vậy mới nhảy chứ. Nói chung là mấy anh em mình sẽ chơi thật lai rồi. Bây giờ em muốn nhảy kiểu gì thì team mình sẽ đồng ý hết trơn á. Ok bạn ơi, thì team mình nó sẽ chịu phạt đồng nghĩa với mình nha các bạn. Okay. Thôi thì bây giờ em muốn Tư lộn mèo hay là ngã người rồi sao nhảy được chứ. Dạ mày đúng rồi. Nhớ nha Hiệp. Dạ. Em sẽ trả thù nha. Giờ tới tay em muốn đẩy rồi muốn tự xuống. Còn hai này giờ hai này thôi tự nhả đi, mình không nở đẹp nè. Nhưng mà bỏ mấy cái tự nhả tao đó ai chung nhảy chung là một ai đó. Ôi thật là thôi làm tiếu vậy không? Thì hôm nay mình thắng được là mình vui rồi. Ok mình đi vô chứ đây hổ tổng tài. Không phải. Các ơi thì nãy mình chạy vô mình chợt nhớ ra là còn quét nhá bạn. Nhưng mà thôi. Tao bệnh rồi mày ơi. Nhìn thôi thấy tội nghiệp quá, thôi xuống đi mày ơi. Dạ ơi. Này tại nó bị bệnh nên mình không nở đẩy xuống nha bạn. Các bạn ơi, ngày hôm nay mấy anh em mình đã đợi chiến chế cái đá nha bạn thì mình thất bại nha, nhưng mà mình sẽ dịp khác mình sẽ trả thù sĩ nha bạn. Rồi thì bây giờ nói chung mình sẽ vô mình dẫn. Thì chỉ đi ăn trà sữa bạn ơi. Ok. Hai quỷ này cũng chết luôn ơi. Nó chơi xong bạc sình luôn ơi. Nhìn chơi nó tan. Ok, thắng rồi nha bạn. Lần đầu tiên thắng được một game khá là ngon lắm rồi. Ok, bye bye bạn nha. Bye.